Hai điện máy Tuấn Anh sẽ giới thiệu bạn một chiếc máy khoan đất trồng cây của Oshima. Riêng về cái dòng khoan đất trồng cây này thì bên Oshima hiện giờ đang là máy đang tốt nhất thị trường hiện giờ rồi. Đó. Thì hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu với bạn là cái mẫu 2P. Đấy. Đây, sẽ có mẫu là Oshima 2P. Đó. Thì cái máy là vì sao nó lại được bảo là tốt nhất ở trên thị trường hiện giờ với dòng máy này mà giá tiền của nó rất là vừa phải, không hề đắt hơn nhiều so với các dòng máy khác. Cái thứ nhất là cái về bình nhiên liệu. Bình nhiên liệu là họ đã làm là rơi vào 1,2 lít là đã to hơn các bình khác rất là nhiều rồi. Cái tiếp theo nữa là cái bộ nhôm làm bằng thép rất là tốt. Đây, nhìn ở dưới đây, làm không một tí ma vía nào. Đấy, làm rất là xịn sò luôn, không một tí ma vía. Và cái tiếp theo là công suất của nó là 1,8 kW, nòng là 52cc, 44 ly đó. Dung tích nòng là khá là cao để chúng ta khi mà chúng ta khoan á, thì sẽ là thoải mái. Tay cầm thì bằng nhựa, tay cầm này bằng nhựa, cầm rất là êm rồi. À, khi mà chúng ta cầm này chúng ta bóp, cái công tắc tắt mở sẽ là ở tay chúng ta luôn nhé. Đấy, tắt mở ở tay luôn. Đây, chúng ta ra cái máy này dùng cho gia đình này, một người cầm vẫn là được này, rất là nhẹ thôi, chắc nó rơi vào tầm khoảng 6-7 cân gì đấy. Và cái tiếp theo nữa là khi mà chúng ta bóp thì đây, cái mặt ngoài này khói sẽ phun ra từ đây. Đấy, khói sẽ phun ra từ đây để chúng ta đỡ phải vào người. Rồi, đây là về cái máy của chúng ta. Từ các thông số làm là đã hơn hẳn rồi, kể cả về công suất 1,8 ký của nó là hơn rất nhiều trong máy kia, rất là để khoảng 1,65 hoặc 1,7 thôi. Đó. Đi kèm theo máy thì sẽ là một mũi 100 xoắn nhá. Đây gọi là mũi đơn. À, mũi đôi. Mũi 100 đôi của Oshima, đây có tên thương hiệu Oshima ở trên đây luôn. Đó. Đấy, mũi 100. Thì mũi 100 này thì nó chiều dài là 80 phân. Chiều dài của nó là 80 phân. Nó sẽ có các loại mũi như là 100 này, một đường kính là 100 này, 150, 200, 250, 300. Thì con 2P này thì nó chỉ dùng đến để công suất nó chỉ tải đến mũi 250 là cùng thôi. Thì còn mũi 300 thì chúng ta phải lên cái con 2PS to hơn của nó mà chúng tôi đã giới thiệu ở clip trước. Rồi khi mà các bạn mua máy, cái mũi này sẽ là được tặng kèm theo máy rồi. Còn nếu mà chúng ta muốn nâng lên cái mũi 150 hoặc mũi 200 thì chúng tôi có thể đổi cho các bạn. Và tất nhiên là chúng ta sẽ phải cắt thêm ít tiền rồi, nó không đáng kể cả, không đáng kể. Đấy, thì nếu mà các bạn muốn mua máy thì hãy gọi điện thoại đến số máy ở trên màn hình thì chúng tôi sẽ tư vấn. Hoặc các bạn phải vào phần mô tả xem rõ thông tin chi tiết của nó ở dưới phần mô tả. Thôi, xin chào và hẹn gặp lại.